Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Tiến cũng tiếp tục xong cả nhà. Ngày tới đây mình được ông anh mình chỉ câu ông nè cả nhà. Đóng trên cây gì không biết nha, cây này cây gì luôn, cây này cây gì chú? Xương trắng, cái này chắc xương trắng á. Nè, ông anh chỉ mình đi nè cả nhà. Rồi, giờ để mình lên bắt mình quay với cả nhà xem nha. Làm đi bắt cái cây thấp không. Này cây này nó hơi trọng chút xíu. Nó hung đúng nè cả nhà. Mùa này ông nó hung nữa nha, nên là mình bắt phải kỹ chút xíu mới được. Quay nữa rồi. Giờ mình bắt ổ nào nói chung là đa số nào cũng bị hăng hạnh cho cái này. Cái mùa gió nữa nha, thì cái nhà cũng nên kỹ càng. Thoát lên cho tới ông luôn nha. Bước còn khó ra. Hèn bát bước qua không được có ghê chứ. Tới bông cái nhà. Kiếm vàng quá trời kiếm vàng cá. Giữ thằng đi. Ờ trời. Ờ trời khói dữ vậy. Từ chân bay luôn cái nhà. Khói quá trời khói. Bông cái nhà. Quá trời quay cái con nữa nha, xem cái nha. Rồi bắt cái nha. À, mình đưa khói lên cái. Rồi. Rớt cái dao thì mất tiêu rồi. Rớt cái dao thì mất tiêu cái dao luôn rồi. Thấy bà không? Ẩu cái nhà. Mặt sao đây? Ồ mặt đảo quá cái nhà. Không sao. Mặt non xử lý được.
mặt non còn còn làm được nữa nha. Xảo là mình xảo. Ở trời say nắng luôn á. Rồi con mặt đây với nhà xe cái nha. Rồi chắc cỡ lít rưỡi 2 lít á. Cái nhà thấy không? Trắng tư đó cả nhà. Ủa, hồi nãy cái khói cái này nó còn đánh được ta. Còn giòn cục cái nhà. Đó. Cũng được nha cả nhà. Mình nói chung là đây ông đánh một hai mũi không nhầm với ông chứ vàng cắn quá cả nhà. Vàng cắn banh chạnh chứ này. Để mình thổi khói ra cho cả nhà thấy nha. Khói quá trời à. Trời trời khói ngợp luôn á. Khói này mà ông đánh được là cả nhà hiểu ông cũng tắt tử rồi đó. Mình đi muốn xỉu mà. Cả nhà thấy không? Thôi mình bắt cả nhà đi. Để thấy không, thấy không, mà hồi tôi cho mình thấy luôn à. Chứ mà bị rớt dao gì thì có cách xử lý cả nhà. Bây giờ mình sửa ra, chủ yếu là mình sửa cổ trước. Trời, khói quá, nó đánh mình rồi cả nhà. Có gì mà nó đánh mình là cả nhà hiểu rồi đó. Đánh mình. Đánh bịt bịt cậy. Kia mấy cây cứng cứng cả nhà. Cái này mềm xèo quá. Rớt cái dao trời. Nhưng leo lên thì lấy giống tiêu. Cũng phải cố gắng mình sửa ổ lại cả nhà. Mà không có dao cả nhà, chọt nhiều lần gì đây cả nhà. Đó sâu ra, giữ ổ đi chứ sao rồi ông anh bắt được. Nè, miếng con để này đi, cho nó nở đi cả nhà. Rồi, tới mặt thôi. À, không mình. Lên tới cái dao rất tiêu. Dở thiệt nha cái nha. Chứ mình làm cho cổ nó đẹp lại cái đó. Rồi lấy bọc cái nha. Ở lít rưỡi hơn á, nó dày lắm cả nhà. Về mà sáp hơi cứng, hơi dở cái sáp cứng quá. Để mình cao cao cái kèo đó nha. Chứ sao là mặt mạnh hơn. Lít giữ hơn, ở lít ba xị được.
Nâng lên cái ha. Rồi để mình gỡ con sâu này ra cái nữa cái nha. Bên đây còn con sâu nữa nè. Mình sửa gỗ xương xương lên cái. Để gió thổi nó rớt đi. Nên nó vốn mình nè. Cho chiếc xe nó lắp lại ngay chỗ này nè cả nhà. Cái ôm này cũng mối nha, nha. Cắt rồi nó để nó đi rồi cái chết luôn á. Rồi, vậy đi nghe nha. Xuống cái nha. Ui da. Nổi tiếng làm ngon thiệt. Khói từ đầu cuối mùa luôn. Rồi đứng cỏ ào ào liền cái nha. Cây này quá trời kiến vàng. Nhìn khủng khiếp thiệt chứ. Xuống cái nha. Mặt nó hơi nặng tay nha. Xuống. Im cái nha. Thiệt tình leo lên mà để vào rớt không hiểu nổi luôn. Số số quắc luôn. Mấy cái xung đột cái này lên thì khó xuống dẹt cái này. Mấy cái dao mình rớt phương trời nào luôn này. Cái dao màu tẹp chứ. Màu lá luôn mới đau chứ. Tiêu cái dao rồi. Không biết ngộ đâm vô cái đuốc rồi lên là dốc tiêu. Con này chắc bỏ luôn nha. Bây giờ sao kiếm được nó. Con ngước con nhìn cái sổ sửa đi là được không? Anh được. Nhưng mà không đẹp bằng có dao nha. Có dao thì sửa ổ đẹp hơn. Nhưng mà kệ đi, chuyến sau lên bắt lần hai sửa lại luôn nha. Dở thiệt chứ. Này gọi là ẩu chứ không phải dở nha. Tiếng đông cái dao vô không khác. Mặt cái lít dữ hơn á. Hai lít thì không tới. Dạ. Đem đút về nhà để nó. Leo cho anh dao rớt xuống mất tiêu không hay luôn. Quá đã. Đi gần trước đi. Bộ mà nó mặt nó hơi chai chai chút xíu. Đúng rồi, tại mặt cái đầm nó làm sáp cứng chứ không phải là hơi chai. Ừ. Vậy là ngon rồi cả nhà. Thôi đi tiếp gặp quay nhà xem nữa nha. Thôi thì tới đây mình phát hiện tôm thứ hai cái nhà. Thì tối này thì anh trai cắt còi nha cả nhà, ngắn ngày tay tiếng chỉ nè. Đó, cái nhà thấy rõ không nữa. Thì chỗ này chuyến đầu thì anh trai cắt mặt nó bị khô cả nhà. Không biết chuyến này mặt nó nhiều ít thì anh trai bắt cũng có gần cái tháng cả nhà. Ngày tay tiếng chỉ nè. Đó, giờ tới tiến lên tiến bắt lại coi mặt được nhiều ít nha cả nhà. Rồi, thì cả nhà cũng cùng đồng hành với mình. Ổ thứ hai trong ngày nha cả nhà. Giống như sầu riêng.
chị tắt quay cái. Ôi cây thủ yên kiến vàng dữ gì. Kiến vàng không cái nha. Quay chỗ ông ở nhà xem cái nha. Bắt cái nhà. Ôi khá hùng cái nhà. Đứng lại coi. Như là lặp ra đây. Đồ, cái này chạy tàn đó nha. Trời ơi, chạy hết trơn của ông luôn rồi gì nữa. Ông chạy hết của ông luôn rồi. Anh ơi, anh nào, anh ơi, chạy đâu mất tiêu. Chạy ở ông này mình hỏi ý cái chủ nhà cái nha, coi cái nhà chỗ này nếu mình bắt rồi mình không giữ được cái nhà là nó nở con hết rồi, không bao giờ giữ được này là nó nở con không còn gì hết. Anh ơi, anh chạy nó mất tiêu luôn rồi. Cho nó gọn gọn, cho cả nhà xem. Chạy hết trơn luôn đó nha. Chạy kiểu này cái lít, lít rưỡi luôn á. Không anh ơi, này là mình phải bắt buộc mình phải gọc nha cái nhà, không gọc nó cũng đi thôi à. Để mình quay cho cái nhà xem cái nha. Thì cái này mà nó ngoan nó tiêu rồi, mình không có hối được cái nhà. Nó chạy tàn hết trơn, nó nở không còn con nữa. Nè cái nhà vậy nè, thấy không? Một ông nè, nó chạy hết trơn của ông nè cái nhà. Là cái dưới là không còn miếng con luôn nè, đó. Nè cái nhà mình cạo cho nhà xem nè, đấy. Không còn gì trơn nha cái nhà. Lỗ này mình bắt buộc phải gọc xuống nha. Này ông anh không chạy đâu, mình không hối anh được, nhưng mà mình bắt buộc phải gọc, mỗi này không gọc cũng đi thôi. Thì cái ý định mình kiếm ảnh hỏi vậy thôi cả nhà. Còn khó với vậy ông nội. Né bên coi. Ở cái nhà thấy không, mà ông không? Nó chạy xuống tới đây nè cả nhà. Đó, mà ông đó, nhà thấy không? Nè, đó, mình cạo cho nhà xem. Đấy, chạy ra nhà thấy không? Chạy hết cái tàn ông luôn. Rồi giờ để mình cắt nha cả nhà. Ổ này mình cắt xong rồi đem cái tàn vô mình sẽ đưa cho ông anh coi, tại vì sợ ảnh không giữ ngổ cho ảnh. Vì là hổ mình đó. Rồi bắt cả nhà. Chung thì tại vì cái nó nở hết cái nha. Chứ không nở mình gặp mình khác ổ ông cũng được, nhưng mà nó nở hết rồi thôi. Cái tàn này còn mặt không nè, chạy hết tàn luôn. Rồi thả cái tàn xuống đi. Nó chạy hết luôn á, còn gì nữa cái nhà. Mà
vô mạnh thiệt chứ. Một cục nè, cục này nước không luôn, nguyên cái tàn nước không nha, phải bỏ mặt trống. Bắt mũi vậy. Mình đứng bên nữa nha. Dướng cái gì chưa đó nha, có dướng ngay mặt cái nhà không có để mình. Tao vừa đi nó nằm đầu mình gọi với ta. Có dướng gì không? Rồi tạm thời vô đi cái nhà. Lấy mặt thôi. Thế từ ngoài vô trong đi. Cũng còn dướng nữa. Ôi, mặt không có nhời. Tuổi con xuống đây nè. Quá đã luôn. Cào để cho nó về nữa đó nha. Các bạn biết cạo cào thì vài bữa về nữa. Chắc cỡ lít rưỡi được. Ừ, nặng quá nặng nè. Nó đi tiêu à, nó nở hết con cả nhà, nó đâu đẻ lại đâu, nó không đi rồi nó đẻ lại hả? À, sửa kèo lại cả nhà, kèo cho nó về chứ sao? Cạo sạch sạch lên chứ sao gì nữa? À, đốt cháy gì? Ngồi xuống cái nhà, tạm thời vô đi. Chạy tàn. Cổ này ông anh cắt lần đầu không có mặt. Mày lên chắc cả được lít mặt. Cái lít mà hả? Cái tiếng vàng không đi nha. Rồi mình đem máy tạng vô cho chú nhà cái nhà. Để chú không biết chú nói bắt cậu ông đi.
thì hai ổ thì nói chung là cả nhà, mặt ong thì cũng im cái nhà, bây giờ cũng khá là dài. Anh Tiến xin chào và hẹn lại cả nhà video sau nhé, bye bye cả nhà.